Đây, xin chào các bác nhé. Hôm nay ra vườn thấy hoa đại cát của nhà em này, thơm nức luôn. Ôi dồi ôi, thơm thế này cơ mà. Mùi thơm thoang thoảng, dịu dàng, nhẹ nhàng. Đó, rất là thơm nhá. Hoa đại cát của bên nhà vườn Đạt Nhung, chuẩn giống 100%. Bông của nó là có bông màu đỏ và bông màu trắng. Đỏ và trắng. Cây thì thế này là cây giống thôi, nhưng mà nhân giống theo phương pháp dâm dâm hom ấy, chiết cành, nên là nó nhanh ra bông lắm. Rất là nhanh ra bông các bác ạ. Đây, cây này rất là đẹp này. Đó, bông ra rất đẹp nhá. Bác nào mà lấy hoa đại quá cát chuẩn giống thì liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn Đạt Nhung nhá. Nhà vườn em có địa chỉ ở khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cây bây giờ đang đẹp quá rồi, cây nào cũng ra nụ ra bông. Mà đặc biệt là nó rất chuẩn nhá. Trên thị trường mọi người chào bán nhiều nhưng mà toàn bán thành cây gì ở đâu ấy, không phải cây hoa đại cát đâu. Đây mới là cây hoa đại cát các bác nhá. Đây lá của nó đây ạ. Mà hoa của nó đây, đặc biệt là có hoa luôn.